PSG chấp nhận bán Mbappe cho đội bóng Ả Rập. Theo trang TMW, PSG đã chấp nhận lời đề nghị mua Mbappe trị giá 200 triệu euro từ đội bóng Ả Rập. Vừa qua, ban lãnh đạo PSG gạch tên Mbappe khỏi danh sách sang Nhật Bản bắt đầu chuyến du đấu hè và đưa tiền đạo này lên sàn chuyển nhượng. Ban lãnh đạo của đội bóng nước Pháp cho rằng Mbappe đã ngầm thỏa thuận các điều khoản cá nhân để gia nhập Real hè 2024. Họ cảm thấy bị phản bội vì Mbappe từng hứa sẽ không bao giờ rời câu lạc bộ miễn phí nên quyết tâm bán tiền đạo 24 tuổi ngay lập tức. Mbappe muốn chuyển đến Real Madrid nhưng đội bóng Tây Ban Nha vẫn đang cân nhắc chi tiền bởi vừa mới chi ra 113 triệu bảng mua Jude Bellingham từ Borussia Dortmund. Tận dụng cơ hội, câu lạc bộ Al Hilal của Ả Rập Saudi đã lên kế hoạch chiêu mộ Mbappe ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này với một bản hợp đồng bom tấn. Trang TMW, câu lạc bộ Al Hilal đã gửi lời đề nghị 200 triệu euro đến PSG để mua Mbappe và được chấp nhận. Đại gia của bóng đá châu Á đã đề nghị một bản hợp đồng dài hạn với mức lương 400 triệu euro trên năm cho Mbappe, gấp đôi con số C. Ronaldo đang nhận ở NAS. Dù PSG đồng ý đề nghị từ phía Al Hilal, nhưng mọi chuyện vẫn còn phụ thuộc vào quan điểm của Mbappe. Với danh tiếng của mình, thật khó để Mbappe chấp nhận tới Ả Rập Saudi thi đấu ở thời điểm hiện tại khi đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Và cũng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của nhiều đại gia của bóng đá châu Âu. Chỉ về thứ ba Saudi Pro League mùa trước, Al Hilal vừa bỏ ra 47 triệu bảng để ký hợp đồng với tiền vệ Ruben Neves của Wolves và 17 triệu bảng cho trung vệ Kalidou Koulibaly từ Chelsea để tăng cường sức mạnh đội hình. Ban lãnh đạo Al Hilal rất hy vọng sẽ có được sự phục vụ của Mbappe để tăng cường sức mạnh cho hàng công và chinh phục các danh hiệu cao quý ở mùa bóng tới.